Xin chào Lazada, đây là cái hộp mình nhận được sản phẩm hoàn từ bên Lazada gửi nhé. Thế đây vẫn còn nguyên tem niêm phong của Lazada đây. Đấy. Vẫn còn nguyên này. Đó các bạn nhìn nha. Vẫn còn nguyên niêm phong của bên Lazada nhé. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp và chứng minh cho bạn cái sản phẩm này nó không bị lỗi như ở bên bạn thông báo. Đây, đây mình sẽ mở hộp này ra. Giữ cẩn thận nha. Đó. Đây. Đây nha, đây này. Tem đi cát này. À, để cái ở đấy để xem nó báo lỗi gì đây đã. Thì xem luôn kết quả kiểm định phơi. Kết nối điện thoại bình thường. Không đủ điều kiện kiểm tra với iPhone 7. Đó, có nghĩa là sản phẩm này nó không không có lỗi gì cả đúng không? Chỉ là các bạn không kiểm tra được thôi. Mình sẽ kiểm tra với iPhone. Ok, em lấy iPhone 6 đây. Bây giờ mình sẽ mở đây, em mở đây đây. Mà các bạn lại cho gửi về, đây chứng tỏ là cái vấn đề mà sản phẩm không lỗi mà lại bị gửi về như này. Các bạn xem có chấp nhận được không? Đó, thế này thì mình còn bán cái gì nữa hay là Lazada cho phép mình bán đồ cũ trên Lazada đây. Rồi nha, nát bét nha các bạn nha. Cái này thì làm sao mà mình bán lại được trên Lazada nữa. Đó. Sản phẩm kết nối được với iPhone. Đây mình sẽ kết nối cho bạn xem với iPhone cho xem. iPhone 567 thì nó cũng chỉ là cái iPhone thôi. Đây. Mình sẽ kết nối. Đây là cái cổng USB lối dài của mình. Em cắm này vào cho. Từ xem đúng chỗ nhá. Rồi ok, cắm nguồn đây. Rồi. Cái đây đâu rồi? Cái điều khiển tivi ở đây rồi. Đây. Báo có kết nối, ok. Lên bình thường nhá. Chế độ AirPlay mode này của cái iPhone này. Đấy. Nhìn này mình sẽ kết nối với cái iPhone 6 này cho bạn xem. Đấy. Ok. Đợi chút cho nó khởi động. Đó. Đã khởi động xong nhé. Tên Anycast này, mật khẩu này. Bắt đầu này, bắt đầu kết nối với iPhone này. Đó. À nó đang update firmware. Đợi chút cho nó update nốt đấy. Hết, dùng cho thoải mái. Cháu đây phim luôn. Đấy, mình để cho nó update luôn, không phải lằng ngoằng thế này. Gặp đúng cái phải update này nó hơi lâu một tí, nhưng mà các bạn Lazada lên xem hết cái video này của mình nhé. Giữa việc không kết nối được và không biết sử dụng, nó là hai khái niệm khác nhau. Không kết nối được thì là mình đồng ý là hoàn về, nhưng mà không biết sử dụng, mà trong khi mình đã làm video ở trên bài post rồi, thì đó là hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau như các bạn Lazada nhé. Các bạn kiểm tra thì cũng phải có một chút kiến thức, chứ không phải là người khách không biết dùng rồi bắt đầu cho hoàn về xong nó lại còn bung bét như này. Các bạn bảo này thì bạn có cho mình bán trên Lazada nữa không, mình có bạn thể bán hàng cũ này lên Lazada nữa không. Các bạn làm này chỉ mình thiệt hại thôi. Đó đấy, thiệt hại là nhà bán hàng rất là bực mình. Rõ ràng là sản phẩm kết nối được gửi đi cho khách, khách không biết dùng rồi lại hoàn về với lý do là không kết nối được, nó rất là bực mình. Cái video này nó sẽ hơi dài bởi vì nó còn vướng cái khâu update này. Cái này thiết bị của mình là trước khi đi là mình đều đã kiểm tra đàng hoàng, chính vì vậy là nó sẽ kết nối luôn với lại mạng wifi nhà mình rồi. Đó. Nên là nó sẽ update luôn. Đó. Shop làm ăn rất là uy tín và trách nhiệm nha các bạn. Là lưu ý điều này của mình.
Quả thật là đây là cái lần thứ 3 rồi. Lần trước thì các bạn bảo là không chấp nhận video của mình vì không quay từ lúc bóc hộp. Xong mình kêu các bạn chứng minh thì các bạn cũng không chứng minh được. Rất là bực mình với lại cái cách làm việc của các bạn PSC bên Lazada. Hàng hoàn về toàn lát bét này. Như này thì bán làm sao được, bán gì trên Lazada nữa. Lợi nhuận thì thấp mà khách không biết sử dụng thì cũng cho hoàn về, sản phẩm không lỗi cũng hoàn về. Các bạn thích các bạn hoàn thôi, chả cần lý do cả, không biết kiểm tra thì cũng không biết kết nối như khách thì cũng cho hoàn về thôi. Thật sự là quá là chán với lại cái cách làm việc của bên PSC Lazada. Thì cái video này thì đấy mình quay thực tế lúc bóc hộp tất cả các thứ vẫn còn nguyên niêm phong các bạn nha. Này. Đầu đít vẫn còn nguyên niêm phong này, còn chưa thèm mở gì nhé. Đó, cứ đừng bảo là mình dàn dựng hay là như nào, mình rất ghét cái kiểu dàn dựng đấy. Shop mình có sao là vậy, mình sẽ gửi cho bạn hai video, một cái video ngày trước mình đã làm và cả mã số hỗ trợ ngày trước các bạn nói mình không chấp nhận video nữa, mình bắt các bạn chứng minh nhưng các bạn cũng không chứng minh được. Đó, thật sự là rất là bực mình với lại hàng hoàn của Lazada. Hoàn với lý do là không sử dụng được thì chấp nhận, nhưng mà hoàn với lý do không biết dùng thì mình không chấp nhận. Vì mình đã có video hướng dẫn và khách mình cũng đã trực tiếp bảo với khách là nếu mà có vấn đề gì thì cũng liên hệ mình hướng dẫn rồi. Rất là hỗ trợ rất là rõ ràng. Sản phẩm trước khi gửi đi đều được test kiểm tra đàng hoàng về vi cử, không lằng ngoằng. Đấy, mình sẽ để nguyên video update, không thèm cắt một đoạn nào luôn cho các bạn biết là không bao giờ bên mình fake video, làm ăn có trách nhiệm. Đó, nó sẽ khởi động lại. Đó, ok. Đấy, đã khởi động xong. Nó update để hỗ trợ được nhiều thiết bị hơn. Thì lại phải đợi nó khởi động xong đấy. Đó, đã khởi động xong nhé bạn nhé. Rồi. Đó, đã khởi động xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối từng bước để cho các bạn ở bên Lazada xem luôn. Đó. Vào cài đặt này. Wi-Fi này. Các bạn sẽ thấy cái số Wi-Fi kia đúng chưa? A31 này, A31 này. Nhập mật khẩu này. 631 này. 631 90342. Đó, đã kết nối thành công nhé. Bạn nhìn này. Đó, rồi ok. Đến tiếp theo là cái số IP đây. Vào trình duyệt trên này vào IP. Đây, mình sẽ để mình vừa quay với đây 192.168.2.3.1 đây. 192. Đấy, đây rồi. 192.168. Đấy, đúng rồi, ok. Internet này. Đó, đã hiện ra mạng này. Điền mã số mạng nhà mình vào, mật khẩu wifi. Đó, đúng mật khẩu wifi nhé. Ok. Trên này nó đã hiện một thiết bị kết nối này, đó, chính là cái iPhone này. Đó. Nó đang kết nối mạng. Đã kết nối mạng nha các bạn nha. Đúng luôn. Ok. Bây giờ đến trên này này, đến trên thiết bị này, trên iPhone này, quay trở lại cái này, vào lại mạng Long Mobi. Đó, cái này nó đã được kết nối mạng, thiết lập mạng. Ok, bây giờ chỉ cần vuốt từ dưới lên thôi, iPhone này. Xin lỗi, máy mình vừa bị hết pin đây. Mình sẽ cho bạn xem đây, vuốt lên nhá, đúng thiết bị chưa? Này các bạn nhìn này. Đó. Kết nối được, chứ không phải là không kết nối được. Đó, các bạn xem như nào. Rồi. Đó, bây giờ mình bật thử YouTube này có đúng video mình làm không?
có âm thanh này. Đây, tắt đi nhá. Đây mình sẽ tắt đi cho bạn xem. Airplay này. Tắt phản chiếu Airplay này. Đó, ok chưa? Đúng đúng đến cái modem này nhá. Bạn nhìn cái số modem này khớp nhau chưa? Đó, không có gì sai cả. Đó, thì các bạn xem lại cách mà các bạn kiểm tra thiết bị khi gửi về cho mình. Mình xin cảm ơn.